Chào các bạn, hôm nay mình đi với mấy bà đi qua câu cá ở lòng hồ Dầu Tiếng. Thì sẵn đó, mình ghé cái chùa Thái Sơn ở núi Cậu luôn. Mình nghe nói cái chùa này cũng rất là đẹp. Mình không biết nó xây dựng lâu chưa nhưng mà nó đẹp lắm. Để mình ghé mình xem thử cho nó như thế nào. Sẵn mình quay cho các bạn xem luôn nha. Cái cây đó làm thành cái chòi á. Rắn không? Đã tới chùa Thái Sơn núi Cậu rồi nè. Cái núi Cậu này nó nằm cũng sát ở lòng hồ Dầu Tiếng luôn á, cái lòng hồ Dầu Tiếng Tây Ninh. Thì cái lòng hồ này cũng là nơi du lịch giải trí rồi đó, câu cá. Mình thích công ông Phật này quá. Rồi có hai hàng cây này rất là đẹp luôn, nhìn như nước ngoài. Này nó có một dải tượng hai bên luôn này, người ta sơn màu vàng. Nhìn vô cái chi tiết rất là đẹp. Mấy cái dải tượng này nằm trên cái đế cũng rất là đẹp luôn. Ở bên trong là cái cổng chùa. Ở đây người ta làm điêu khắc rất là chi tiết này. Mình đến chùa hôm nay thì nó cũng không quá nắng, không khí thấy mát mẻ, nhìn rất là dễ chịu. Ôi tượng nào cũng đẹp hết nha. Ở hai bên cổng có hai con voi thiệt là to luôn, điêu khắc rồng cái vách tường bên trong nữa. À, chùa Thái Sơn núi Cậu này. Mình đặc biệt mà rất thích voi nha. Nhà mình hay mua voi về trưng bày. Để mình xem cái vách bên trong này nó làm bằng cái chất liệu gì thì không biết. Như là đồng nhưng mà này mình nghĩ chắc là xi măng quá. Tôi sơn lên nó nhìn rất là đẹp, chi tiết này. Mấy cái điêu khắc nó nhìn xa cũng đẹp, nhìn gần cũng đẹp luôn. Rồng phía trên. Mấy cái này là tượng mặt đá. Bên trong chùa nè. Cái phía trên kia là cũng là núi, rừng núi đồ cũng là tự nhiên. Còn cái phía dưới đây là đi xuống dưới hồ luôn nè. Phía dưới đó là lòng hồ. Tượng quá trời tượng, giải tượng luôn nè, cái tượng đồng, cái tượng trắng, rất là nhiều tượng nha. Có tượng Phật nằm. Hôm nay người ta đi chùa cũng đông. Ở trên cái đầu núi này vẫn có cái chùa này lớn ghê luôn. Ở điêu khắc này quay văn chi tiết đẹp lắm. Để mình đi vòng vòng mình quay cho các bạn xem đi. Dinh Cầu 1802. Anh đang nghe chưa?
làm chi tiết rất là đẹp. Này có con voi, ba cái đầu, mỗi một cái đầu là có 6 cái ngà. Rồi lạ ghê không? Rồi cũng ba đầu, bên này có cái nhà gỗ đẹp kia nè, treo cây tổ rồng. Chùa này trên nước cầu,
rạch. Mình xin tạm dừng video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.